Sinambank, ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính hiệu quả và tiện lợi, mức lãi suất cho vay tốt nhất thị trường, vừa có lãi suất cho vay bất động sản chỉ từ 7.99%, vay mua xe ô tô chỉ từ 9.19%, thời hạn vay linh hoạt, tỷ lệ cho vay lên đến 80% giá trị tài sản. Sinambank giúp bạn tiết kiệm chi phí và đạt được mục tiêu tài chính nhanh chóng. Hãy đến với Sinambank chi nhánh Hoàng Mai để được tư vấn và hỗ trợ tài chính hoàn hảo nhất cho mọi nhu cầu của bạn. Thông tin chi tiết xin vui lòng xem dưới phần mô tả của video này. Ok, các bạn cần tiền thì nhớ liên hệ với bạn mình nhé, dưới phần mô tả ấy, để vay tiền, lãi suất là tốt nhất thị trường ấy. Ok, trong cái video này ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để thêm cái chuyển cảnh hàng loạt vào video nhé. Trong video 12, đây là trả lời câu hỏi của bạn Tâm này, mà chả biết Tâm gì, tên kênh YouTube của bạn ấy thì khó đọc vãi chưởng. Ok, rất là đơn giản thôi nhé. Cái này nó chuyên dùng cho những ông lười kéo thả. Bởi vì thực ra trong Filmora 12 ấy, thì các bạn rất là dễ mà thêm chuyển cảnh vào trong cái giữa hai cái video của bạn ấy bằng việc là kéo và thả thôi. Nhưng mà bạn nào mà có một cái timeline dài ấy, nhiều ảnh chẳng hạn hoặc nhiều video chẳng hạn ấy, mà bạn lười và chỉ muốn thêm một cái chuyển cảnh vào tất cả các cái mối cắt ấy, thì các bạn có thể làm theo cách này nhé. Ví dụ đây là hiện tại ở trong Filmora của mình nhé. Mình sẽ dùng mấy cái stock media trước nhé. Thực ra mình không thích dùng mấy cái video của mình tại vì nó hơi dài, lại phải cắt các kiểu. Ok, mình sẽ dùng mấy cái video đầu này nhá. 4 cái, 1 này, 2, 3, 4 cái. Ok, đây là 4 cái này nhá. 4 cái này nó bé bé này. Đây mình đang tạo short, do này chủ yếu mình tạo video ngắn ấy. Thì mình sẽ crop to fit cái này nhá. Ok, sau đó bạn sẽ copy effect của cái này và bạn dán ở đây. Kích chuột phải, paste effect. Ok rồi, để mà thêm các cái chuyển cảnh vào đây nhé, giữa các cái mối cắt này nhé. Đây các bạn có thể áp dụng cho ảnh hoặc là video nhé. Thì đầu tiên là các bạn quét chọn nhé, quét chọn tất cả các video hoặc là ảnh. Sau đó các bạn đi đến phần chuyển cảnh, transition nhé. Vào transition, trong transition này ấy, thì bạn ấn tiếp vào transition. Nếu như bạn muốn chọn những cái mà basic cơ bản ấy, thì bạn chọn tiếp vào phần transition. Và bạn nhớ là nếu như mà bạn không muốn dùng những cái chuyển cảnh mà có nút kim cương màu hồng ấy, nó mất tiền ấy, thì bạn nhấn vào đây, free thôi. Ví dụ mình sẽ tìm một cái chuyển cảnh basic chẳng hạn, ví dụ cái này chẳng hạn, polka dot này chẳng hạn. Mình muốn thêm cái chuyển cảnh này vào tất cả các mối cắt ấy, thì mình sẽ kích chuột phải vào đây, sau mình nhấn là apply nhé. Apply thì là cái Filmora nó sẽ thêm vào thêm này. Đây, chuyển cảnh đây, ở đây có này, ở đây có này. Và cái thời gian của chuyển cảnh là 1 giây nhé. Bây giờ bạn có thể play này. Đó, rất là dễ. Đây, chỗ này. Ok, thế còn nếu như bạn muốn chỉnh cái chuyển cảnh đấy ấy, thì bạn kích đúp vào nhé. Kích đúp vào cái chuyển cảnh, kích đúp vào cái chuyển cảnh ở trên timeline ấy. Mình kích đúp này. Sau đó ở đây bạn có thể chỉnh thời gian. Ví dụ ở đây đang 1 giây, bạn có thể chỉnh xuống thành 2 giây hay là gì đấy. Overlap này, kiểu loại các thứ ấy. Sau bạn nhấn vào Apply All để nó áp dụng cho tất cả các cái chuyển cảnh ở trên clip này. Thế còn nếu là bạn muốn mà thêm gọi là mấy cái hiệu ứng nữa trong trong lúc chuyển cảnh ấy, cho nó ngầu ngầu ấy, thì bạn có thể vào phần này nhé, phần Effect này nhé. Ví dụ mình vào Effect này, mình chọn Glitch này. Tức là vừa kiểu vừa chuyển cảnh polka dot này và bạn vừa có cái hiệu ứng click nữa nhé. Thì các bạn kéo cái này xuống, kéo cái hiệu ứng này xuống, đặt ở ngay chỗ chuyển cảnh này. Sau bạn thu ngắn nó lại, ngắn lại bằng cái chuyển cảnh nhé. Ví dụ ở đây là 2 giây. Rồi bây giờ bạn muốn áp dụng cho tất cả những chỗ này thì bạn copy cái hiệu ứng này, bạn dán vào đây. Ctrl V để dán, Ctrl V để dán. Chỗ này thế, Ctrl V để dán. Đấy, xong rồi. Đấy là làm nào để thêm cái chuyển cảnh hàng loạt ở trong Filmora 12. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn ấy. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy, các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn, trả lời các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đơn giản quá. Yeah, ok. Bye bye.